Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hoa cẩm chướng. Để thực hiện hoa này, các bạn sẽ chuẩn bị sợi cô tông Việt Nam loại 1mm, màu tùy ý. Đây là màu hoa. Ngoài ra các bạn chuẩn bị thêm màu xanh để làm phần đài hoa như thế này. Băng keo sáp màu xanh, kẽm sợi nhỏ và một thân hoa. Nếu như các bạn không có cái thân hoa sẵn này thì các bạn sẽ chập khoảng 3 tới 5 sợi kẽm và các bạn dùng băng keo sáp các bạn cuốn xung quanh thì các bạn sẽ được cái thân hoa như thế này. Kim móc 1,5 tới 1,6 mm và kéo. Đầu tiên mình sẽ móc phần hoa ở phía trên. Sau đó mình sẽ móc phần đài hoa và mình sẽ ráp hai phần này vào trong thân hoa. Phần hoa phía trên các bạn sẽ sử dụng màu hồng, màu vàng, màu đỏ hoặc là những cái màu hoa nào mà các bạn muốn làm. Ở đây mình sử dụng màu hồng. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật và các bạn móc vào trong vòng tròn này 18 mũi kép. Trong đó có mũi kép đầu tiên là chúng ta sẽ móc 3 mũi bính. 1, 2, 3. 3 mũi bính này mình sẽ tính là một mũi kép đầu tiên. Và chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn này 17 mũi kép nữa là sẽ được 18. Các bạn sẽ móc vào bên trong 17 mũi kép. Sau khi móc xong 17 mũi kép thì chúng ta sẽ kéo vòng tròn cho khít lại. Và các bạn kết vào cái mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Mũi đầu tiên các bạn móc là 3 mũi bính thì mình sẽ kết vào mũi bính thứ 3 ở phía trên này. Các bạn sẽ kết vào mũi bính này một mũi trượt để cho vòng tròn nó kín lại. Hàng thứ hai, các bạn móc lên 3 mũi bính. Đây tính là mũi kép đầu tiên. Và các bạn sẽ móc mũi kép cho hết vòng. Như vậy là các bạn sẽ móc thêm 17 mũi kép. Đây là mũi kép đầu tiên. Thì cái chân ở phía dưới này các bạn sẽ không móc mà các bạn sẽ móc vào chân tiếp theo. Móc 17 mũi kép cho hết vòng. Sau khi móc xong thì chúng ta cũng sẽ kết vòng bằng một mũi trượt vào mũi bính thứ ba phía trên này. Các bạn sẽ móc thêm hai vòng như vậy. Nghĩa là chúng ta sẽ móc lên 3 mũi kép, 3 mũi bính và móc 17 mũi kép cho tới hết vòng và kết lại. Các bạn sẽ móc thêm hai vòng như vậy nữa. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 hàng mũi kép như thế này và bắt đầu thêm mũi ra để tạo thành cái phần xòe ở phía trên. Thì trước khi các bạn móc, các bạn sẽ lấy cái sợi ban đầu này ra phía ngoài để lát nữa chúng ta sẽ cuốn và giấu cái sợi này chung với lại cái thân hoa luôn. Chúng ta sẽ thêm mũi bằng cách móc 3 mũi kép vào cùng một chân và lặp lại cho tới hết vòng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính
Và ở cái chân mũi bính này chúng ta sẽ móc thêm hai mũi kép nữa là được 3 mũi kép vào cùng một chân. Mũi tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc 3 mũi kép vào cùng một chân. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết vòng. Cứ 3 mũi kép các bạn móc vào cùng một chân. Ở cuối hàng chúng ta cũng nối lại bằng mũi trượt và sau đó tiếp tục thêm một hàng, thêm mũi nữa cũng là 3 mũi kép vào cùng một chân. Các bạn móc thêm một hàng như vậy. Đầu tiên là lên 3 mũi bính và móc 2 mũi kép vào cùng chân với lại 3 mũi bính này. Và những mũi tiếp theo thì các bạn sẽ móc 3 mũi kép vào cùng một chân cho tới hết. Và cũng nối lại bằng mũi trượt. Sau khi móc xong thì các bạn thấy cái phần cánh hoa ở trên nó đã thêm xòe ra như thế này. Tuy nhiên chúng ta cần phải móc thêm một hàng nữa để tạo độ răng cưa ở bên trên của cánh hoa. Thì để tạo độ răng cưa này, các bạn sẽ móc 3 mũi bính và một mũi đơn. Lặp lại cho tới hết vòng. Ở đây các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính, một mũi đơn vào phía dưới và móc lên 3 mũi bính, một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Tiếp tục móc 3 mũi bính và một mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho tới hết cái phần cánh hoa này. 3 mũi bính và một mũi đơn. Sau khi các bạn móc xong tới cuối hàng thì chúng ta sẽ kết thúc bằng cách các bạn móc một mũi trượt vào phần chân của mũi đầu tiên này. Và móc thêm một mũi bính và cắt sợi len dư ra một đoạn. Rút ra như thế này là chúng ta đã móc xong phần cánh hoa ở phía trên này. Và tiếp tục các bạn sẽ giấu cái sợi này vào bên trong. Chúng ta sẽ di chuyển, các bạn có thể dùng kim may để luồn qua những cái mũi này vào trong, hoặc là ở đây mình sẽ dùng cây kim móc này để mình móc cái sợi này di chuyển vào bên trong để giấu cái sợi này xuống dưới. Sau khi các bạn di chuyển cái sợi này vào phía trong của cái hoa như thế này thì mình sẽ giấu xuống phía dưới này. Chúng ta sẽ túm cái phần phía dưới hoa lại để cho phần ở trên xòe ra. Và các bạn sẽ dùng cái sợi các bạn vừa chừa lại ở đây, chúng ta sẽ quấn một vài vòng để thắt cái phần hoa ở phía dưới này lại. Sau khi các bạn thắt xong thì tiếp tục giấu cái sợi này xuống phía dưới. Như vậy là các bạn đã móc xong phần hoa ở phía trên. Chúng ta sẽ dùng một đoạn kẽm kẽm nhỏ và các bạn xỏ qua cái phần hoa này. Như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc phần đài hoa. Đài hoa
Các bạn sẽ sử dụng màu xanh. Đầu tiên, các bạn cũng tạo một vòng tròn ma thuật và móc vào bên trong vòng tròn 6 mũi đơn. Sáu mũi đơn và kéo vòng tròn cho khít lại. Nếu như các bạn móc thú bông thì sau khi các bạn móc xong thì chúng ta sẽ móc tiếp theo cho vòng xoắn ốc, nhưng mà ở đây thì mình sẽ phải kết vòng bằng mũi trượt. Thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi đầu tiên này và các bạn móc một mũi trượt để kết vòng. Hàng thứ hai, chúng ta sẽ tăng mũi. Mỗi một mũi này các bạn sẽ móc vào là hai mũi vào cùng một chân, thì từ 6 các bạn sẽ tăng lên thành 12. Thì mũi đầu tiên này các bạn sẽ móc lên một bính và móc hai mũi đơn vào cùng một chân. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết 6 mũi thì chúng ta sẽ được 12 mũi. Sau khi móc xong thì các bạn cũng kết vòng bằng một mũi trượt vào mũi đầu tiên. Và chúng ta sẽ lấy cái sợi ban đầu này ra phía ngoài, để lát nữa chúng ta sẽ cuốn chung vào với thân hoa, cũng giống như là ở phần hoa vậy. Các bạn sẽ lấy cái sợi dư bên đầu này ra phía ngoài. Hàng thứ ba, các bạn sẽ tăng mũi tiếp tục. Các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Như vậy là cả vòng thứ ba các bạn sẽ thêm được 6 mũi. Đầu tiên là chúng ta móc lên một mũi bính, một mũi đơn. Mũi thứ hai các bạn sẽ tăng mũi là móc hai mũi đơn vào cùng một chân. Và tiếp tục móc một mũi đơn. Một mũi đơn tăng là hai mũi đơn vào cùng một chân. Các bạn lặp lại như vậy, cứ một mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ được 18 mũi ở vòng này. Một mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Ở cuối vòng thì chúng ta cũng sẽ kết lại bằng mũi trượt vào mũi đầu tiên. Như vậy là chúng ta có 18 mũi. Các bạn sẽ móc không tăng nữa. Các bạn sẽ móc lên tổng cộng là 6 hàng. Mỗi hàng là 18 mũi. Một mũi bính ở đầu và móc 18 mũi đơn, sau đó kết lại bằng mũi trượt. Các bạn móc như vậy lên 6 hàng. Sau khi chúng ta móc xong 6 hàng không tăng mũi thì các bạn sẽ được cái phần đài hoa như thế này. Chúng ta sẽ tiếp tục móc phần cánh của đài hoa. Thì ở đây 18 mũi mình sẽ chia làm 3. Sẽ móc được 3 cánh của đài hoa như thế này. Mỗi một cánh sẽ là chiếm 6 mũi ở đây. Đầu tiên các bạn cũng móc lên một mũi bính và móc 3 mũi đơn. Sau khi móc xong 3 mũi đơn, chúng ta sẽ móc lên 4 mũi bính. Và các bạn sẽ móc mũi đơn vào trong cái phần dây bính các bạn vừa móc này. Thì chúng ta bỏ qua cái mũi đầu tiên, không móc, các bạn móc vào mũi bính thứ hai. Móc mũi đơn. Như vậy là các bạn sẽ móc được 3 mũi đơn vào trong 3 cái mũi bính này. Mũi bính thứ tư ở phía trên này mình đã bỏ qua không móc rồi. Sau khi các bạn móc xong mũi đơn vào trong mũi bính thì chúng ta tiếp tục móc ở phần bên dưới này.
3 mũi đơn tiếp theo. Như vậy là các bạn đã móc xong cái vị trí của phần cánh thứ nhất, bao gồm 6 mũi. 3 mũi đơn đầu tiên lên 4 mũi bính và móc ngược lại 3 mũi đơn vào trong dây bính này. Tiếp tục móc 3 mũi đơn tiếp theo là 6 mũi, chia ra được thành một cánh. Các bạn tiếp tục phần cánh thứ hai cũng móc 3 mũi đơn. Và lên 4 mũi bính. Móc ngược lại vào trong dây bính này 3 mũi đơn. Bỏ qua cái mũi đầu tiên không móc. Và tiếp tục móc 3 mũi đơn ở phía dưới. Là hết 6 mũi, được thêm một cái vị trí của phần cánh phía trên này. Tiếp tục móc 3 mũi đơn để làm phần cánh tiếp theo. 3 mũi đơn xong thì lên 4 mũi bính và móc ngược lại vào trong dây bính này 3 mũi đơn. Và móc ở phía dưới này 3 mũi đơn cuối cùng. Kết lại với mũi đầu tiên bằng mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã chia phần đài hoa này ra thành 3 cánh. Hàng tiếp theo các bạn sẽ không lên mũi bính nào ở đây hết. Sau khi các bạn móc xong cái mũi trượt của hàng trước thì chúng ta không lên mũi bính nào hết, mà các bạn sẽ móc vào cái phần cánh này. Lúc nãy chúng ta đã móc ở đây 3 mũi bính, à 4 mũi bính, cái mũi bính phía trên này chúng ta đã bỏ qua, thì ở phần thân bên này chúng ta có 3 mũi. Phần cạnh bên này chúng ta cũng có 3 mũi, thì chúng ta sẽ móc vào cái phần cánh này từ bên này qua bên kia. Thì ở đây các bạn sẽ móc một mũi kép vào cái phần mũi đầu tiên. Mũi đầu tiên của phần cánh này. Các bạn sẽ móc một mũi kép. Mũi thứ hai các bạn sẽ móc mũi nửa kép. Mũi thứ ba các bạn sẽ móc một mũi đơn. Như vậy là đã hết 3 mũi ở phía bên này. Các bạn sẽ móc 2 mũi bính để vòng qua phía bên này. Phía bên này các bạn có 3 mũi lúc nãy các bạn móc. Thì mũi đầu tiên các bạn móc mũi đơn. Mũi thứ hai móc mũi nửa kép. Mũi thứ ba chúng ta sẽ móc mũi kép. Và các bạn sẽ bỏ qua. Ở đây các bạn sẽ thấy các bạn lúc nãy các bạn móc cái mũi đơn đầu tiên này, sau khi các bạn móc xong cái mũi bính á, mũi đơn này các bạn bỏ qua, mũi đơn thứ hai này các bạn bỏ qua, các bạn sẽ móc một mũi trượt vào mũi đơn này. Như vậy là chúng ta đã được một cánh. Cánh thứ hai, các bạn sẽ móc một mũi trượt để di chuyển sợi len qua phần cánh thứ hai. Cánh thứ hai các bạn cũng móc giống như cánh thứ nhất, đó là mũi đầu tiên các bạn móc mũi kép. Mũi thứ hai các bạn móc mũi nửa kép. Mũi thứ ba các bạn móc mũi đơn và móc hai mũi bính để qua phía bên này. Mũi đầu tiên móc một mũi đơn, mũi thứ hai móc mũi nửa kép và mũi thứ ba các bạn móc mũi kép. Bỏ qua hai mũi, kết một mũi trượt vào mũi thứ ba và móc thêm một mũi trượt để tới phần cánh tiếp theo. Các bạn lặp lại như vậy. Móc vào phần cánh này một mũi kép, một mũi nửa kép,
một mũi đơn, hai mũi bính và qua phía bên này móc một mũi đơn, một mũi nửa kép và một mũi kép. Kết vào, chúng ta sẽ bỏ qua hai mũi ở đây và kết vào mũi thứ ba này bằng một mũi trượt và kết thúc. Kết thúc thì các bạn cũng cắt dư ra một đoạn. Và dấu vào phía bên dưới này. Các bạn dùng kim móc để móc cái sợi này xuống phía dưới này ra ngoài. Như vậy là chúng ta đã xong phần đài hoa. Phần đài hoa có 3 cánh như thế này. Sau khi các bạn móc xong hoa và đài hoa thì chúng ta sẽ ráp vào thân hoa. Các bạn đưa thân hoa từ phía trên xuống dưới qua cái phần lỗ ở giữa này. Lưu ý là cái phần thân hoa các bạn đừng có kéo xuống quá mà cũng đừng cho nó trồi lên quá các bạn. Lưu ý làm sao để cho cái phần đầu của cái thân hoa này nó tương ứng với lại cái phần dưới của bông hoa. Tiếp tục các bạn xỏ phần đài hoa này vào trong thân hoa. Trong khi xỏ thì các bạn lưu ý là cái phần sợi kẽm này các bạn cũng xỏ qua luôn. Sợi kẽm mà ở cái phần bông hoa đó thì các bạn cũng xỏ qua khỏi cái lỗ ở dưới phần đài hoa này luôn. Giấu cái phần sợi của bông hoa này vào trong. Sau khi các bạn xỏ phần đài hoa vào với phần bông hoa như thế này thì chúng ta có cái phần sợi kẽm của bông hoa ở phía dưới này cùng với lại cái sợi dư của phần đài hoa ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái sợi kẽm này các bạn cuốn xung quanh cái phần thân hoa để giấu luôn cái sợi len của phần đài hoa này vào. Mình sẽ dùng sợi kẽm này mình cuốn xung quanh cái phần thân hoa và như vậy là các bạn cũng cuốn luôn cái sợi này vô trong để cố định cái đài hoa vào trong thân hoa. Tiếp theo thì các bạn sẽ dùng băng keo sáp, chúng ta cuốn xung quanh từ phía gốc của đài hoa. Các bạn cuốn xuống phần thân hoa để giấu cái phần kẽm và phần sợi thừa này vào trong thân hoa luôn. Sau khi các bạn cuốn dấu xong thì chúng ta sẽ cắt phần băng keo này. Như vậy là các bạn đã hoàn thành một bông hoa cẩm chướng. Các bạn có thể móc những màu sắc khác nhau và bó thành từng bó hoặc là để cắm hoa trong bình rất là đẹp. Chúc các bạn thành công!